chào mọi người, mình là Trường, học sinh năm 3 tại trường Đại học Harvard. Dạo này hơi rảnh rỗi, cho nên mình sẽ làm vlog tiếng Việt. Có gì sai sót thì mọi người thông cảm nha, tại đây là lần đầu tiên làm vlog tiếng Việt. Hôm bữa nay là thứ 6, đáng lẽ ra sáng dậy phải vlog nhưng mà thứ 6 nên làm biến quá, cho nên mình vlog buổi sáng. Thôi, nên bắt đầu từ lúc mình đi làm nha. Hiện tại thì đang đi làm ở trên, gọi là cái trung tâm cho mấy người tới trường để tham quan. Thì đang ở đây. Đây cũng có bàn tiếng Việt nữa, để nói tiếng Việt. Còn bây giờ là đang ở trong lớp hóa học, ngồi nghe giảng. Nhưng mà kiểu ngồi làm nghe cũng không hiểu gì hết. Kiểu lớp gì mà nó khó chưa từng nói luôn. Nên chỉ là ngồi giáo bộ viết đại cho có vậy rồi. Chào mọi người, hiện tại thì mình đang đi tới thư viện để làm bài. Hôm nay thứ 6 cho nên chỉ có học có một lớp thôi. Giờ học xong rồi thì sẽ đi đến thư viện. Thì đây là thư viện bự nhất ở trường. Thì ở trong đây là phải kiểu như là phải im lặng, không có được nói chuyện, cho nên mình sợ đi vào trong đó học. Tính chứ lâu ngày rồi không có nói tiếng Việt cho nên giờ nói nghe nó kỳ là sao. Rồi kiểu mỗi lần mà học sinh đi vô là phải tap ID giống vậy, xong rồi bắt đầu đi vô. So, hôm nay có kiểu có hai bài tập, có một cái quiz phải làm tối nay 8 giờ nó được. Xong rồi có hai cái PSAT là cái homework cho hai lớp cần phải làm. Làm xong rồi thì tối nay sẽ được đi coi ca nhạc. Tiếng Việt sao mà khó vậy trời. Còn đây là mình đang cố gắng không biết để điện thoại như thế nào. Rồi sắp iPad với lại laptop. Group của nó hết pin cho nên phải sạc pin nữa. Thì thầm mà nói mình cũng không biết lúc này mình đang nhìn cái gì nữa. Rồi bây giờ bắt đầu diễn. Học sinh gương mẫu chăm chỉ làm bài. Cứ mỗi một phút thì lại nhìn vào camera một lần nữa. Rồi bắt đầu từ phút này là kiểu sẽ có cỡ mấy phút chỉ có mình ngồi làm bài thôi, cho nên ai không muốn coi thì cứ tua qua nhé.
Rồi học xong rồi thì đi tới đây để mua hoa để tặng mấy đứa bạn chúng mình nói diễn ca nhạc. Xong rồi ghé hoa nhạc để lấy đồ ăn tối luôn. Bạn có nhận ra hay không, nhưng mà nhà bạn thân của mình đang đánh đàn piano cho bài này, cho nên cố gắng để quay nhưng mà rốt cuộc là không có quay được mặt. Buồn ơi là buồn luôn. Phát đầu tiên cho nên ngắn gọn vậy thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại mọi người trong phát tiếp theo. Bye bye.